đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học cơ sở để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Về tâm trạng của nhân vật và tâm trạng của nhân vật ở đây thì chúng mình sẽ chỉ ra ở dựa trên là uh, chúng mình sẽ đi tìm ra những yếu tố về tâm trạng của nhân vật Sơn trong những phần của truyện ngắn này nhé. Và chị sẽ chiếu, chị sẽ chiếu cho chúng mình đi tìm hiểu từng phần 1 và chúng mình sẽ cùng làm việc với nhau. Ở đây thì chị sẽ chiếu sách giáo khoa lên nha. Nhưng mà sách giáo khoa thì chị nghĩ rằng là nó vẫn khá là nhỏ ấy, cho nên là chúng mình hãy sử dụng cái văn bản ở trong sách giáo khoa uh, gió lạnh đầu mùa trang số 19 để chúng mình có thể là làm và trả lời chúng mình sẽ dựa văn bản trong sách giáo khoa nhá, bởi vì chị nghĩ rằng là văn bản ở đây chị chiếu thì còn hơi nhỏ, chúng mình sẽ khó là nhìn, khó nhìn thấy đó. Ok chưa ạ? Bây giờ là chúng mình sẽ đi chỉ ra giúp chị là những yếu tố để phân tích cho tâm trạng của sơn trong gió lạnh đầu mùa và để trả lời câu hỏi này thì uh, chị sẽ gợi ý lại một chút này uh, nếu như là văn bản uh, tôi đi học của thánh tịnh thì chị đã hướng dẫn cho chúng mình chỉ ra tâm trạng của nhân vật tôi đúng không nào và chúng mình sẽ chỉ ra tâm trạng của nhân vật tôi dựa trên đó là gì chỉ ra những điều những những yếu tố về không cảnh này rồi chỉ ra những yếu tố về tâm trạng này và sau đó là chúng mình sẽ rút ra được cái sự phân tích về tâm trạng của không nào và với văn bản gió lạnh đầu mùa này thì chúng mình cũng có thể áp dụng nhá đó là chúng mình hãy chú ý cho chị những chi tiết miêu tả về khung cảnh này, về tâm trạng về hành động của nhân vật này và sau đó là chúng mình có thể là đưa ra được cái sự phân tích về tâm trạng của nhân vật tôi trong từng phần của văn bản. Về tâm trạng của nhân vật Sơn trong gió lạnh đầu mùa, trong ngày gió đầu mùa ở phần 1 thì có điều gì mà chúng mình cần phải ghi nhớ nhỉ? Chúng mình cần phải lưu ý nhỉ? Có điều gì, có chi tiết nào mà chúng mình cần phải ghi nhớ hay không? Ví dụ đi, về khung cảnh, về khung cảnh ở trong phần 1 thì có điều gì đáng chú ý đây? Về khung cảnh ở trong phần 1 thì ngay khi mà bước vào đọc, và văn bản đọc vào trong phần một ấy thì các em đã thấy ngay được rằng đã đọc ngay được rằng gia đình Sơn là một gia đình như thế nào nhỉ? Những chi tiết nào miêu tả về gia đình Sơn? Ngay từ trong phần 1 đúng không nào? Và chúng mình đã nhìn thấy được rằng là ở uh, phần 1 thì chủ yếu miêu tả về cảnh gia đình Sơn và gia đình Sơn thì ở đây chị nghĩ rằng chị nghĩ rằng đây sẽ được nhận xét là một gia đình rất là giàu có đủ đầy sung túc bởi vì sao mà chị có thể nói được như vậy bởi vì những ý sau đây này những ý sau đây này chúng mình tập trung lắng nghe nhá bởi vì này ý thứ nhất này gia đình Sơn là một gia đình đủ đầy sung túc bởi vì có vú già chăm sóc này ý thứ nhất nhá Gia đình Sơn là một gia đình đầy đủ sung túc bởi vì qua cách xưng hô của ai đấy Của mẹ Sơn gọi em Duyên ngay từ đầu tác phẩm là gì nhỉ? Là cô Duyên. Cho nên là hai ý đấy nhá, hai ý đấy nhá. Và cái biết không, cái cách gọi cô ấy, người mẹ gọi con của mình là cô Duyên thì thể hiện cái điều gì? Sự trang trọng này và cách của cách gọi của mẹ gọi Sơn À, à cách gọi mẹ của Sơn thì cũng thể hiện được một uh, cái sự trang trọng trong cái cách gọi đấy đó là khi mà Sơn gọi mẹ thì Sơn gọi là gì nhỉ là mợ chính xác rồi đúng không nào và qua cái cách gọi nhé qua cách xưng hô này mẹ Sơn thì gọi em duyên là cô Sơn thì gọi mẹ là mợ và hai ý đó đã chứng minh đã chứng minh được cho gia đình Sơn là một gia đình đầy đủ sung túc hay chưa? Đã chứng minh được rồi nhá. Nhưng mà chưa đầy đủ bởi vì ở trong phần 1 còn chỉ ra thêm một ý nữa cơ các em ạ. Đó chính là gia đình Sơn là một gia đình đủ đầy sung túc bởi vì nhà Sơn còn cho những nhà nghèo khổ xung quanh vay tiền nữa đúng không nào? những người nghèo khổ mà Sơn quen biết thì vẫn vào vay mượn ở nhà Sơn bởi vì chính những lý do đấy, chính những lý do mà chị kể ra đấy thì đã chứng minh được rằng khung cảnh ở trong gia đình Sơn đó là một khung cảnh gia đình rất là đủ đầy, này rất là sung túc này và thể hiện được rằng chị em Sơn được chăm sóc cẩn thận chu đáo có cả người chăm sóc nữa mà và người chăm sóc đây đó chính là người vú già này cho nên là chúng mình có thể là ghi được những cái ý chính về khung cảnh để trong cái khung cảnh đấy thì sẽ góp phần khắc họa nên cái nét tâm trạng của nhân vật này nhé về khung cảnh của trong gia đình sơn đây là một khung cảnh đủ đầy là một khung cảnh sung túc bởi vì gia đình này có vú già chăm sóc này và cách xưng hô của những thành viên trong gia đình này thì không phải là cách xưng hô bình thường mà mẹ gọi em duyên là cô duyên mà sơn gọi mẹ là mợ này và còn chi tiết này, những người nghèo khổ mà sơn quen biết thì vẫn vào vay mượn ở nhà sơn vậy thì chính những cái lý do đấy đã chứng minh được rằng gia đình này là một gia đình rất là đầy đủ rất là sung túc và chị em sơn thì được chăm sóc cẩn thận được chăm sóc chú đáo đúng không nào và tiếp theo là chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm những cái chi tiết để thể hiện tâm trạng của nhân vật sơn có điều gì khác lại trong ngày gió mùa về không nhá đầu tiên này đầu tiên là chúng mình khi mà chúng mình đọc vào văn bản cũng không nào là chúng mình sẽ nhận ra được rằng uh, cậu sơn này cậu bé sơn này là một cậu bé rất là có một cái sự nhận thức nhanh chóng về sự thay đổi của cảnh vật xung quanh qua những cái chi tiết qua những cái câu văn này chúng mình có thể sử dụng bút highlight để đánh dấu luôn vào trong sách giáo khoa nhé đó sẽ là những cái câu văn là gì nhỉ hôm qua trời hãy còn nắng ấm và hanh cái nắng về cuối tháng 10 làm nứt nề đồng ruộng giòn khô những chiếc lá rơi hoặc là câu văn này qua một đêm mưa rào trời bỗng trời bỗng đổi gió bấc tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt gió vi vu Lá khô lạo xạo, trời màu trắng đục, những cây lan lá rúng động và hình như sắt lại vì rét. Phải là một người kem mới không phải là một người có tâm hồn cực kỳ tinh tế, cực kỳ nhạy cảm luôn mới có thể là cảm nhận được cái sự thay đổi của đất trời như vậy. Và Sơn thì là một người có cậu bé rất là tinh tế, rất là nhạy cảm bởi vì cậu bé cảm nhận được cái sự thay đổi, cảm nhận được cái sự chuyển mình, đang chuyển giao mùa của đất trời và cái sự tinh tế, cái sự nhạy cảm như vậy khiến cho cậu có một cái tâm hồn, khiến cho cậu có một cái tâm hồn vô cùng nhạy cảm, vô cùng tinh tế trước cái sự chuyển biến của thiên nhiên, của cảnh vật. Cho nên là ở đây chúng mình sẽ ghi được cái sự phân tích về cái nét tâm trạng đầu tiên của tác giả nhá. À đầu tiên của nhân vật Sơn nhá. Đó chính là Sơn là một người có tâm hồn tinh tế này, nhạy cảm trước sự biến chuyển của thiên nhiên, của cảnh vật. Và đó là cái nét tâm trạng thứ nhất của nhân vật này. Ngoài ra trong văn ngoài ra trong phần thứ nhất còn nét tâm trạng nào hay không? Chúng mình hãy cùng suy nghĩ một ít phút nha. Nếu như chị sẽ gợi ý nhé, nếu như là cái nét tâm trạng đầu tiên đó là cái sự đó là cái tâm hồn tinh tế nhạy cảm trước thời cuộc trước sự chuyển biến của đất trời thì cái nét tâm trạng thứ hai là chúng mình có thể tìm là khi mà khi mà nghe mọi người trong gia đình nói chuyện với nhau thì tâm trạng của sơn lúc này có điều gì thay đổi từ cái tâm trạng rất là tinh tế rất là nhạy cảm trước sự chuyển biến của thiên nhiên của cảnh vật thì khi mà nghe mà mọi người nói chuyện trong gia đình nói chuyện với nhau đặc biệt là cuộc đối thoại giữa mẹ và người bố già nói chuyện về em Duyên đó là một người em đã chết từ năm lên 4 tuổi thì cái sự thay đổi cái diễn biến tâm trạng của nhân vật Sơn thì cũng có sự thay đổi đấy các em ạ à, đó là Sơn thì rất nhớ em cảm động và thương em quá và khi mà Sơn đã mặc xong áo ấm cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh ngoài lại mặc phủ cái áo dài thâm dài Sơn đứng chỉ đứng trên giường trước mắt mẹ đã quay đi quay lại ba bốn lần để mẹ sơn ngắm áo sau cùng mẹ sơn vút các tả áo cho phẳng phiu rồi đẩy sơn ra bảo thôi con đi chơi thì trước đó trước đó trước cái sự mặc áo và sơn đứng ở trên giường khoe mẹ thì sơn thấy mẹ rơm rớm nước mắt đó là, đó là bởi vì khi mà sơn, mẹ nhìn thấy sơn mặc chiếc áo thì mẹ lại bỗng nhớ về người em, người con của mình tên là Duyên và đặc biệt cái sự cao trào của diễn biến nhớ về em đó là trong cái chi tiết là mẹ Sơn dơ lên một chiếc áo bông và trong cuộc đối thoại của người với người vú già mẹ nói chuyện với vú già về em thì sơn lúc này thì cực kỳ nhớ em rất cảm động và rất là thương em và thương cả mẹ nữa khi mà thấy mẹ dâm dớm nước mắt thì sơn lại càng cảm thấy thương mẹ hơn và ở đây chúng mình có thể rút ra được cái sự nhận xét thứ hai về nhân vật này nhé đó là một cậu bé rất là giàu tình cảm bởi vì cậu cảm nhận được cái không khí gia đình ấm áp này cảm nhận được tình yêu thương của mẹ này, của chị, của cả người vú già và sơn thì sẽ làm khi mà chúng ta sống được trong một cái không khí gia đình như vậy thì chắc chắn rằng cậu bé sơn này sẽ là một cậu bé rất là giàu tình cảm, rất là tinh tế, biết quan sát, yêu thương người thân, yêu thương người xung quanh. rồi vậy là chúng mình đã cùng nhau đi phân tích về phần 1 của phần bản này. Tâm trạng của Sơn trong ngày gió đầu mùa Vậy thì đến phần 2 Tâm trạng của nhân vật Sơn này Có điều gì khác biệt hay không Thì chúng mình hãy cùng nhau Suy nghĩ và uh, Tự suy nghĩ và tự đưa ra câu trả lời nhé Chị sẽ dừng lại một ít phút nha Để các em có thể là kịp đọc văn bản Và kịp đưa ra câu trả lời Về tâm trạng của Sơn uh, Trong phần 2 có gì khác so với phần 1 tâm trạng của nhân vật sơn có gì khác so với phần một và với phần 2 này thì chúng mình trước đó là chúng mình cũng hãy chỉ giáo giúp chị này về tâm trạng này à, tâm trạng được diễn ra trong một cái khung cảnh như thế nào các em nhé hãy tìm giúp chị những chi tiết giúp thúc đẩy giúp thúc đẩy giúp à, đẩy cao nên cái tâm trạng của nhân vật sơn mình hãy sử dụng sách giáo khoa nhé. Còn ở đây thì chị nghĩ rằng là cái phần sách giáo khoa chị chiếu này hơi nhỏ, cho nên là chị sẽ tạm tắt luôn nha. Chị sẽ tắt sách giáo khoa luôn nha và chúng mình hãy sử dụng sách giáo khoa của chúng mình thôi để trả lời câu hỏi nhé. Chị sẽ tắt sách giáo khoa luôn nha, tại vì chị thấy là hơi nhỏ. Mình sử dụng sách giáo khoa của mình nhé Về tâm trạng của nhân vật Sơn trong phần 2 này có điều gì đặc biệt hay là tâm trạng của nhân vật Sơn thì diễn ra trong một khung cảnh như thế nào nhỉ? Khi mà chúng mình đọc phần 2 thì chúng mình đã nhận ra rằng khung cảnh ở trong phần 2 này đã bắt đầu được thay đổi đúng không nào? Từ cái chi tiết là mẹ Sơn bảo hai chị em Sơn ra ngoài chơi thì khung cảnh từ đầu là từ ở trong gia đình của mình thôi, từ ở trong ngôi nhà của mình thôi thì lúc này đã được truyền cảnh, truyền cảnh qua khung cảnh nào nhỉ? Khung cảnh là khu chợ đúng không nào? Và khu chợ ở trong văn bản này thì được miêu tả như thế nào đây? ngay ở trong những cái câu những cái câu văn ở đầu phần số 2 ấy, thì khung cảnh ở trong khu chợ này đã được miêu tả là không phải chợ phiên nên chợ vắng không mấy cái quán trơ vơ lộng gió sắc bẩn dại rác lẫn với lá rụng của cây đề gió thổi mạnh làm sơn thấy lạnh và cay mắt Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm những làng ở xa sơn thấy rõ như ở gần mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ kêu vang lên lanh tanh dưới nhịp quốc của hai chị em. Rồi ạ, à, vậy thì khung cảnh ở trong phần số 2 này là một khung cảnh hiện lên như thế nào nhỉ? Chính xác rồi, đó là khung cảnh chợ vắng không, mấy cái quán chơ vơ, lộng gió, rác bẩn giải rác lẫn với lá rụng của cây đề, mặt đất rắn lại và nứt nẻ, không khí thì rét mướt. Vậy thì chúng ta có thể ghi được ý suy ra sau nhưng cái câu văn đó là gì không? Đó chính là một cái khung cảnh vắng lặng, nghèo khó, khắc nghiệt trong mùa đông lạnh lẽo ở khu chợ nghèo. Được chưa ạ? À? Và chỉ chúng mình đã chỉ ra được khung cảnh của khu chợ rồi nhá. Nhưng ngoài ra trong khung cảnh của khu chợ đấy thì chúng ta lại bắt gặp hình ảnh của con người. Vậy con người ở trong khung cảnh này thì được miêu tả như thế nào nhỉ những câu văn nào miêu tả về con người ở trong khung cảnh này đây chị nghĩ rằng là chúng mình đã tìm và đã đánh dấu được bằng bút highlight những cái câu văn để miêu tả khung cảnh à miêu tả về con người trong khung cảnh này rồi đúng không nào cho nên là ở đây thì chị sẽ rút ra luôn những ý chị phân tích luôn các em nhé rồi ạ và những đứa trẻ ở ngoài chợ này thì được miêu tả qua các chi tiết này. Chúng mình chú ý này là xem là chúng mình đã đánh dấu vào trong sách đủ hay chưa. Nếu như mà có phần nào còn thiếu thì chúng mình có thể là sử dụng bút đánh dấu này và chúng mình sẽ đánh dấu thêm và giúp chị trong sách giáo khoa nhé. Những cái chi tiết để miêu tả những cái đứa trẻ này. ở à, những cái đứa trẻ này thì được miêu tả qua những cái chi tiết sau này chúng mặc không khác ngày thường vẫn những bộ quần áo màu nâu bạc đã vá nhiều chỗ hoặc là hình ảnh của chúng hiện lên là môi tím lại những chỗ áo rách ra thịt thâm đi mỗi cơn gió đến chúng lại run lên hai hàm răng đập vào nhau rồi được chưa ạ và khi mà chúng mình ở trong mùa đông ấy chúng mình mà trong mùa đông rét mướt mà ở ngoài không khí ấy, mà nếu chúng mình chỉ cần là mặc những chiếc áo dài tay thôi nhá dài tay nhưng mà mặc đúng không nào thì chúng mình sẽ cảm thấy là ôi vô cùng lạnh luôn đấy các em ạ à. nhưng mà điều đặc biệt ở đây là cái bọn trẻ con hàng xóm của nhà chị em sơn ấy thì chúng Mặc những cái bộ quần áo không khác ngày thường Không khác ngày thường tức là sao nhỉ Tức là những cái bộ quần áo mùa hè ấy, các em khi mà mùa đông đổi mùa rồi thì đáng lẽ là chị em son thì được mặc quần áo mới đặc được mặc áo ấm, áo dày Nhưng mà chúng thì lại mặc những bộ quần áo không khác ngày thường tí nào cả Vẫn là những cái bộ quần áo đấy thôi Vẫn là những cái bộ quần áo mà màu nâu bạc đã vá nhiều chỗ Và bởi vì chúng không được mặc ấm Và bởi vì cái không khí đầu mùa đông nó quá là lạnh như vậy Cho nên là sao? Môi thì tím lại này những cái chỗ áo rách, những cái thì da thịt nó thâm đi và mỗi khi mà cơn gió đến thì chúng lại run lên, hai hàm răng lại đập 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 vào nhau và chúng ta có thể là đưa ra được sự nhận xét gì về con người, về những đứa trẻ hàng xóm của chị em Sơn đây. Chúng mình sẽ đưa ra cái nhận xét nhé. Phải các em có nghĩ là phải chăng cái cuộc sống của những cái đứa trẻ này nó quá là nghèo khổ, nó quá là thiếu thốn đúng không nào? Bởi vì khi mà mùa đông đến, đáng lẽ là uh, lễ như một gia đình uh, không có điều kiện lắm thì có thể làm cho con mặc những cái chiếc áo dài tay mỏng thôi, nhưng mà nhiều lớp áo, nhưng mà ở đây chúng còn không có lấy một chiếc áo dài tay nào cả các em ạ. Mà khi mà mùa đông đến nếu như mà chị em sơn được mặc những chiếc áo dày rồi mặc lớp trong mặc lớp ngoài rất là nhiều lớp áo trồng lên nhau rất ấm như thế thì chúng lại mặc những cái bộ nào không khác ngày thường vá chằng vá chịt nhiều chỗ khi mà mỗi cái cơn gió nó thổi đến thì chúng lại run lên hai hàm răng lại đập vào nhau và những ở những cái chỗ áo rách thì ra thì thâm đi và chúng ta nhận ra rằng là ở đây tác giả đã thể hiện cái sự đối lập vô cùng rõ nét giữa một bên là gì nhỉ? Giữa một bên là cuộc sống của những đứa trẻ nghèo ở chợ, chúng nghèo khổ này, chúng thiếu thốn, chúng tội nghiệp và đối lập giữa cuộc sống của chị em Sơn sung túc, giàu có, cho nên là chúng mình sẽ ghi được ý giúp ra đây nhé. Về con người này, đó là sự đối lập giữa cuộc sống của những đứa trẻ ở ngoài chợ nghèo khổ này, thiếu thốn, tội nghiệp đối lập với cuộc sống của chị em Sơn sung túc và giàu có này và sau khi mà chúng mình đã chỉ ra được những khung cảnh về khu chợ khung cảnh về con người ở trong phần số 2 này thì chúng mình sẽ chỉ ra và phân tích về tâm trạng của Sơn trong phần 2 này có điều gì đặc biệt nhé về tâm trạng này, về tâm trạng của nhân vật trong phần 2 này thì có điều gì đặc biệt? Chúng mình sẽ để ý những cái câu văn uh, chỉ ra cái tâm trạng, cái thái độ của chị em Sơn với lũ trẻ và của lũ trẻ với chị em Sơn xem là có điều gì khác nhau hay không nhá. Chúng mình hãy suy nghĩ xem là về thái độ của chị em Sơn với lũ trẻ thì ra sao nhỉ? rồi ạ chị nghĩ rằng là chúng mình đã có thể tìm ra được và chỉ ra được những cái câu văn miêu tả thái độ của chị em sơn với lũ trẻ hàng xóm đúng không nào và trong đoạn văn xong phần số hai này thì nhà văn đã miêu tả rằng là sơn và chị thì vẫn thân mật chơi đùa chứ không kiêu kỳ khinh khỉnh như các em họ của sơn và thể hiện được rằng đây là một cái sự rất là hòa đồng, quan tâm đến các bạn, không phân chia giai cấp, không phân chia giàu nghèo giữa những đứa trẻ mà, mà mặc dù là chị em sơn nhận biết được nhận diện được cái tình hình đấy đoạn rằng là chúng là những cái đứa trẻ hàng xóm chúng là những cái đứa trẻ mà trong gia đình đang vay nợ mẹ mình rất là nhiều tiền nhưng mà thái độ của chị em sơn thì lại thân mật hơi chơi đùa chứ không kiêu kỳ khinh khỉnh như các em họ khác của sơn và những cái sự hòa đồng rất là quan tâm rất với các bạn đúng không nào còn thái độ của lũ trẻ đối với chị em sơn là mặc dù là chị em sơn rất là hòa đồng rất là quan tâm đến với chúng nó nhưng mà thái độ của lũ trẻ với chị em sơn rằng là lũ trẻ khi nhìn thấy chị em sơn thì tỏ ra rất vui mừng nhưng lại không dám vồ vập không dám vồ vập các em nhé tỏ ra rất là vui mừng nhưng lại không dám vồ vập bởi vì chúng biết được cái Hoàn cảnh của mình Hai chị em thì cùng trang lứa Với những cái lũ trẻ nơi đây Khi mà chúng gặp chị em Sơn Thì chúng rất là vui mừng Bởi vì có bạn chơi cùng Những cái bạn đồng trang lứa chơi với nhau Rất là vui đúng không nào à, Chúng có thể là quây quần đùa nghịch với nhau Nhưng mà mặt khác Thì những cái đứa trẻ đấy rất là tội nghiệp bởi vì chúng nhận diện được cái hiện thực đó là hiện thực thì không cho phép chúng làm điều ấy tức là không cho phép chúng sát gần lại thân thiết hơn với hai chị em sơn vì chúng biết chúng là những cái đứa trẻ nghèo khổ, biết thân phận, biết thân biết phận của mình, biết thân phận, biết tầng lớp của mình, cách xa nhiều so với hai chị em Sơn, cho nên là chúng vừa hiểu chuyện nhưng mà chúng ta những cái người đọc như chị, như các em thì lại cảm thấy phần nào cái hoàn cảnh của chúng rất là đáng thương và đồng cảm, thương xót nhiều hơn với số phận của những cái đứa trẻ nghèo ở nơi phố huyện nghèo này và chúng ta có thể chỉ ra được cái nét tâm trạng của nhân vật sơn trong phần này là gì ở đây thì ngoài cái tâm trạng này ngoài cái thái độ của chị em sơn với lũ trẻ ngoài cái thái độ của lũ trẻ với chị em sơn thì có một tình tiết đây chính là sự kiện đẩy cho cái chuyện này được lên cao hơn đó đây chính là cái sự kiện được nổ nảy nở ra này ở đây bắt đầu này bắt đầu đó là gì bắt đầu từ lúc là chị Lan bỗng giơ tay vẫy một con bé từ nãy vẫn đứng dựa vào cột quán gọi sao không lại đây Hiên lại đây chơi với tôi Hiên là đứa con gái bên hàng xóm bạn chơi với Lan và Duyên Sơn thấy chị gọi nó không lại bước đến gần trông thấy con bé co do đứng bên cột quán chỉ mặc có manh áo rách tà tơi hở cả lưng và tay chị Lan cũng đến hỏi sao áo mày rách thế Hiên áo lành đâu không mặc con bé bị xịn nói hết áo rồi chỉ còn cái này sao không bảo u mày may cho sơn bây giờ mới trở nhớ ra là mẹ cái hiên rất nghèo chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà xám áo cho con nữa sơn thấy động lòng thương cũng như ban sáng sơn đã nhớ thương đến em duyên ngày trước vẫn chơi cùng với hiên đùa nghịch ở vườn nhà một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí sơn lại gần chị thì thầm hay là chúng ta Em cho nó kéo bông cũ chị ạ à. ừ phải đấy để chị về lấy với lòng ngây thơ của tuổi trẻ chị lan hăm hở chạy về nhà lấy áo sơn đứng lặng yên đợi trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui vậy bắt đầu cái tâm bắt đầu cái tình huống của chuyện được đẩy lên cao trào khi mà chị em sơn ra ở ngoài chợ chơi gặp lũ trẻ hàng xóm thì có một cô bé đã lạc vào tầm mắt của chị em sơn cô bé này tên là Hiên Ngày xưa chơi với Duyên ở trước Hiên nhà Và bây giờ cô bé chạy cũng chạy ra ngoài chợ Chơi với những cái đứa trẻ hàng xóm ấy Nhưng mà cô bé lại chỉ dám đứng ở một bên cột nhìn với mọi người thôi Và cái tình tiết thì đẩy lên cao trào bởi vì giữa cái thời tiết rất là lạnh giá giữa cái trời đông rất là lạnh giá như vậy thì hai chị em Lan và Sơn thấy Hiên đứng co do bên cột quán chỉ mặc có manh áo rách tả tơi hở cả lưng và tay tức là cái manh áo này đã đến độ uh, không khác gì cái rẻ rách nữa đúng không nào hở hết cả lưng và tay áo nữa mà giữa cái trời đông lạnh giá như vậy mà em bé thì rất là nhỏ mà em bé các em biết không khi mà uh, giữa cái thời tiết lạnh giá như vậy thì cơ thể của những em bé chịu nhiệt rất là kém và thường là uh, bị xuống nhiệt độ rất là nhanh nhưng mà hiên ở đây thì mặc một cái manh áo rất tà tơi hở cả lưng và tay bởi vì chính cái hình ảnh như vậy mà đã khiến khiến cho sơn động lòng thương và nảy ra cái suy nghĩ đó là cho hiên cái áo bông cũ của em Duyên đã chết từ khi lên 4 tuổi. Và nhìn hình ảnh của Hiên thì Sơn lại nhớ đến em gái đã mất của mình ngày trước. Ngày xưa thì cũng đã chơi với chơi với Hiên ở viền, ở vườn nhà đấy. Và từ cái hình ảnh đấy, từ cái sự gợi nhắc về quá khứ như vậy thì động lòng tốt của Sơn này. Và Sơn thì thì thầm với chị Ờ, với chị của mình rằng là hay là đem cho cái hiên cái áo bông cũ và cái diễn biến tâm trạng ở đây thì cũng vô cùng đặc biệt các em ạ à, đó là sơn thấy ấm áp vui vui vì cậu cảm thấy rằng là mình đã làm được một việc tốt rồi đấy, việc có ích và có thể phần nào là an ủi này, động viên lan tỏa được tình yêu thương đến với những đứa trẻ nghèo. Vậy ta có thể rút ra được cái diễn biến tâm trạng ở đây, đó là đầu tiên thì là động lòng thương khi nhìn thấy hoàn cảnh của Hiên, khi nhìn thấy hình ảnh của Hiên đứng co ở bên cột. Lúc này thì em không có lấy một cái áo, chỉ là một cái áo phông cộc áo phong cọc với nhá, tử tế mà mặc nhưng mà áo thì rách cả lưng và tay rất là son nhìn thấy thì động lòng thương và sau khi động lòng thương thì diễn biến tâm trạng tiếp theo của sơn đó là sơn chạy về nhà Sơn bảo chị chạy về nhà lấy áo cho em mặc Thì lúc này Diễn Biến tâm trạng từ động lòng thương Đến tự nhiên thấy ấm áp, thấy vui vui Vì mình đã làm được một việc tốt, việc có ích Và có thể an ủi, có thể động viên Lan tỏa được tình yêu thương đến những đứa trẻ nghèo Và Sơn nhận ra rằng là đây chỉ là một cái hành động nhỏ thôi Nhưng mà phần nào thể hiện được rằng Ờ, mình mình rất là hòa đồng với những đứa trẻ khác và mình yêu thương mình muốn chia sẻ cái tình cảm của mình cho những đứa trẻ khác và ngoài ra cái chi tiết này thì đã thể hiện được cái tấm lòng cái thông điệp của tác giả đó là thương người như thể thương thân rất là ý nghĩa đúng không nào rất là nhân văn đúng không nào và chúng ta sẽ rút ra được cái sự phân tích ở đây đó chính là sự chia sẻ này giúp đỡ người khác trước hết thì sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc chính từ người cho của mình đấy các em ạ và sau khi mà chúng mình đã cùng nhau đi phân tích tâm trạng của sơn ở phần thứ hai sau khi mà nhìn thấy hiên và cho hiên cái áo thì chúng mình sẽ cùng nhau đi phân tích về nét tâm trạng tiếp theo của sơn ở phần thứ ba đó chính là tâm trạng của Sơn sau khi cho Hiên chiếc áo. Với phần này thì sẽ đặc biệt hơn một chút là phần này là nét tâm trạng của Sơn thì được thể hiện ngay trong những cái câu văn đầu tiên của đoạn số 3 và sau đó thì sẽ đến một cái cảnh đặc biệt hơn đó là cảnh trả áo của mẹ của uh, từ mẹ của Hiên Tới mẹ của Sơn các em nhé Cho nên là ở phần số 3 này Thì chúng mình sẽ tìm hiểu đặc biệt hơn một chút Đó là chúng mình sẽ chỉ ra Những cái câu văn, những cái nét tâm trạng Của nhân vật uh, Sơn này Trong phần số 3 Với phần số 3 này Thì tác giả Thạch Lam Đã viết những cái câu văn đầu tiên là gì nhỉ Đó là Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu Bữa cơm về tới nhà Sơn không thấy mẹ đâu cả Hỏi vú già, mợ tôi đi đâu hả vú Chị Lan và cậu cứ ăn cơm trước đi. Mợ còn đi ăn cỗ đến trưa mới về. Rồi, vú già nhìn rõ vào mặt Sơn hỏi. Có phải cậu đem cho con Hiên cái áo bông cũ phải không? Sơn ngạc nhiên đáp. Phải, nhưng sao vú biết? Con Sinh nó nói với tôi đấy. Sinh là đứa em họ của Sơn. Vẫn hay nói hôn với vú già, nên vú ấy ghét. Nó lại còn bảo, hết mợ về. Nó sẽ sang mắt với mợ cho cậu phải đòn. Rồi ạ, và vậy thì ngay trong những cái câu văn đầu tiên của đoạn số 3 Chúng ta đã nhận ra rằng là cái nét tâm trạng của Sơn này Đầu tiên thì sẽ là động lòng thương này. Sau đó là thấy ấm áp, thấy vui vui, thấy hạnh phúc khi làm một việc tốt Thì với phần 3 này, cái nét tâm trạng bắt đầu chuyển biến đó là gì? Đó là, đó là lo sợ, đó là lo sợ, sắp ăn, bỏ đũa đứng dậy, van van trong cái câu văn là gì thế bây giờ phải làm thế nào hở vú mợ tôi biết thì chết và trong cái hành động là gì vội vàng ra chợ tìm cái hiên vậy cái nét tâm trạng trong đoạn số 3 đó chính là cái sự lo sợ này đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp nhưng mà chúng ta lại nhận ra rằng cái nét tâm trạng này cái nét tâm trạng cái hành động mà vội vàng ra chợ tìm cái hiên cái sự đòi lại cái áo đấy không phải là sự ích kỷ mà ở đây đó chỉ là bởi một cái lý do rất là đơn giản thôi đó chỉ là vì sơn vẫn là còn rất là nhỏ và sợ mẹ mắng vì sơn đã lấy một món đồ của mẹ rất là quý mà cho người khác cho nên là hành động và cái tâm lý ở đây là một cái hành động và tâm lý rất là bình thường thôi các em ạ à, của một đứa của một đứa trẻ đang tuổi lớn, ờ, chúng rất là lo âu khi mà tự ý mang đồ dùng ở nhà cho người khác và sợ bị mẹ mắng. Ờ, chính cái chi tiết này không phải là cái chi tiết mà ờ, chúng mình sẽ nghĩ rằng là đây là thiện cho cái sự ích kỷ, mà ở đây son không ích kỷ, mà chỉ bởi vì rằng là em sợ em lo bị mắng, cho nên là em mới đi đòi chiếc áo mà thôi nhá. Và sau khi Chúng mình đã đi tìm hiểu được Cái nét tâm trạng diễn ra Ở trong phần 3 của Sơn rồi Thì bây giờ sẽ đến Một cảnh vô cùng đặc biệt Ở trong uh, đoạn số 3 này Đó chính là cảnh trả áo Của hai bà mẹ Vậy cảnh trả áo của hai bà mẹ này Có điều gì đặc biệt Hay là hành động trả áo Của hai bà mẹ này Khiến cho em nhận ra rằng uh, Hai bà mẹ Là người như thế nào Chúng mình hãy cùng xem nhá, cách ứng xử của mẹ Hiên này và cách ứng xử của mẹ Sơn này khi nhận chiếc áo này và và em hãy nhận xét cho chị à, cách ứng xử như vậy thì khiến em cảm thấy rằng là mẹ của Sơn, mẹ của Hiên là người như thế nào. Chị nghĩ rằng là chúng mình đã tìm thấy được những cái câu văn uh, thể hiện cho cái hành động mẹ của Hiên mang trả lại chiếc áo rồi đúng không nào? Sau khi mà mẹ của Hiên về nhà và thấy em Hiên đang mặc trên mình một chiếc áo bông, thì lập tức là đã đem trả lại áo ngay và giải thích. Và người mẹ, người mẹ của Hiên thì vừa cầm chiếc áo vừa cười nói rất là ngượng ngùng rồi là tôi về thấy cháu nó mặc một cái áo bông, tôi hỏi ngay nó bảo của cậu Sơn cho nó tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ thôi bây giờ xin phép mợ tôi về ở đây thì mẹ của hiên lại mang trả áo ngay và vừa cười vừa nói đỡ cho sơn rằng là tôi nghĩ rằng là cậu ở đây đùa nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ mà mặc dù là hành động của sơn là hành động tự nguyện nhưng mà mẹ của hiên thì rất là khéo léo khi mà nói đỡ cho cậu bé sơn này bởi vì mẹ của hiên nghĩ rằng là uh, cậu bé sơn này sẽ bị mắng cho nên là nói rằng là, tôi biết rằng là cậu ở đây đùa nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ một cái câu nói rất là khéo léo và cái cách hành xử vô cùng là giàu lòng tự trọng mặc dù là mình nghèo đấy nhưng mà mình không tha một tí nào mà khi mà nhận được cái của mà uh, từ trên trời rơi xuống mà chưa biết ở đâu cả thì mẹ của Hiên đã đem trả lại chiếc áo ấy cho mẹ của Sơn với cái câu nói vô cùng khéo léo và cái sự tự trọng được hiện rất rõ ràng ở trong cái cách ứng xử này, cho nên là chúng mình sẽ ghi được cái nhận xét về mẹ của Hiên nhé. Mẹ của Hiên thì đem lại áo trả ngay và vừa cười vừa nói và chúng ta nhận ra rằng là cái sự khéo léo này, giàu lòng tự trọng đến từ mẹ của Hiên. Vậy với cái cách ứng xử mẹ của Hiên như vậy thì mẹ của Sơn đã làm gì mẹ của Sơn đã ứng xử lại như thế nào sau khi mà thấy hành động và câu nói đó mẹ của Hiên ở đây thì sau khi mà uh, mẹ của Sơn thấy mẹ của Hiên sang trả cho mình chiếc áo thì uh, thì mẹ của Sơn không có một chút gì gọi là tức giận hay là Uh, khó chịu gì cả mà câu đầu tiên mà câu đầu tiên sau khi nghe cái câu nói rằng là tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi phải vàng đem lại đây trả mợ thôi bây giờ xin phép tôi về thì mẹ của sơn không nói gì không 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 nói gì về việc uh, tức giận khi mà thấy hai con mình đem trả lại áo cho mẹ của hiên mà câu nói đầu tiên mẹ sơn hỏi là con hiên không có áo à chính cái câu nói này chúng ta đã thể hiện được rằng là mẹ của sơn là một người vô cùng tình cảm đúng không nào và vô cùng rộng lòng nhân ái bởi vì nếu như là một người bình thường uh, biết rằng là uh, cái áo đấy được mang cho người khác thì mẹ của sơn sẽ phải là bực mình bực tức hay là tức giận như thế nào đấy bởi vì đây là kỷ vật của em duyên mà một kỷ vật mà mẹ sơn vô cùng quý vô cùng nâng niu bây giờ lại cầm ở trong bây giờ lại được người khác mặc lại được mặc trên người khác nếu như mà vốn dĩ lẽ thường thì mẹ của sơn sẽ phải tức giận sẽ phải khó chịu đúng không nào nhưng mà cái cách ứng xử ở đây mẹ của sơn đó là gì đó là hỏi con hiên không có áo à một câu nói chỉ duy nhất một câu nói thôi mà đã thể hiện được rằng là cái cách ứng xử vô cùng nhân hậu vô cùng tử tế đúng không nào và sau khi mà biết được rằng là hai con của mình mang tự ý mang chiếc áo cho người khác thì mẹ sơn lại không mắng các con mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rằng là hai con tôi quý quá dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư và kết hợp với đó là cái cử chỉ là âu yếm ôn con vào lòng thì chứa đựng rằng cái sự yêu thương của con, cái sự bao dung cái tình yêu thương mãnh liệt của người mẹ dành cho con của mình và từ cái cách ứng xử đó thì chúng ta có nhận xét rằng là việc uh, mẹ của Sơn hiện lên là một người vô cùng nhân hậu, vô cùng tử tế và yêu thương con của mình Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học cơ sở để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé